Tử vi tuổi Thân tháng 1 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của các gia chủ tuổi Thân trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, gia chủ tuổi Thân có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Và đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Mùi. Tuy nhiên, trong tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Thân. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 1 từ ngày 23 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Dần, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Canh Thân sinh năm 1980 và Bính Thân sinh năm 1986. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 1 từ ngày 7 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Giáp Dần, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Mậu Thân sinh năm 1968, Bính Thân sinh năm 1986. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Các ngày tốt đối với người tuổi Thân trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 1 tức ngày 14 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 1 tức ngày 26 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Họa. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 1 tức ngày 10 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Xa Trung Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khu bình luận hoặc liên hệ trực tiếp theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Thân trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, về sự nghiệp. Tử vi tuổi Thân tháng 1 âm lịch cho rằng vận trình công việc của bạn không được tốt. Bản mệnh cảm thấy chán nản, mệt mỏi, không có tinh thần làm việc. Mục tiêu đề ra chẳng dễ để hoàn thành, liên tiếp vấp phải những thị phi. Nhiều người gây cản trở cho bạn, làm bạn có cơ hội cũng không thể nào thăng tiến được. Công việc không được như ý lại còn bị nói xấu sau lưng khiến bạn áp lực, tinh thần đè nặng. Bạn phải thật sự vững vàng mới có thể đứng lên, chống lại những điều rủi ro. Hơn nữa với bản tính thiếu quyết đoán nên khi đứng trước cơ hội trời cho, bạn lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo lời kẻ xấu, cuối cùng mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những người tuổi thân trong tháng này sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh, sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Nhìn chung tài chính của người tuổi thân trong tháng 1 âm lịch không được như ý cho lắm, vì công việc không thuận lợi, tài lộc của người tuổi thân sụt giảm, kiếm tiền trở nên khó khăn, bản mệnh có nguy cơ mất cả vốn lẫn lời nếu đầu tư mạo hiểm. Thế lợi cần phải thu hồi ngay, đừng tham lam mà mất trắng. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, như gia chủ tuổi thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trì khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Thứ ba, về mặt tình duyên. Tháng 1 âm lịch do ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm của đôi lứa. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên thận trọng người bên cạnh, đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tháng 1 âm lịch, gia đình bạn cũng sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Để chuyện tình duyên san sẻ hạnh phúc, may mắn và thành công, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận. Đây là vật phẩm hỗ trợ, kích thích tình duyên, đồng thời giúp những gia chủ đã lập gia đình thành công hạnh phúc, yên ấm cửa nhà, tình cảm khăng khít. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của tử vi tuổi thân theo tháng 1 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt, tuổi thân thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Cho nên bạn cần nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Và bạn nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo nhiều áp lực cho mình. Ngoài ra, tuổi thân có khả năng mắc bệnh liên quan đến tim mạch nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ. Bản mệnh cũng cần phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, tập thể dục, ăn uống có chế độ tốt, điều dưỡng cơ thể. Để giúp các gia chủ yên tâm, khỏe mạnh hơn, các gia chủ tuổi thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc. Tử vi từng tuổi thân trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, Mậu Thân, sinh năm 1968. Vận trình sự nghiệp của tuổi Mậu Thân trong tháng 1 âm lịch không có gì nổi bật, thậm chí sự nghiệp bị cản trở bởi kẻ khác ngáng đường, tiểu nhân quấy phá. Tháng này tiền bạc cũng thất thoát nên nhất định không được làm ăn lớn, đầu tư nhiều tiền vào mối làm ăn nào đó kẻo mất trắng. Tiền bạc không nhiều nên phải hết sức hạn chế chi tiêu những thứ không cần thiết. Cứ tiếp tục thích gì thì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ thì đừng hỏi tại sao tiền mãi không còn ở trong túi. Ngoài ra, người tuổi Mậu Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ hai, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Tử vi tuổi Canh Thân tháng 1 âm lịch có nhiều biến động thăng trầm, sự nghiệp lên xuống liên tục. Công việc có lúc tốt, cũng có lúc lại bị tiểu nhân hãm hại, khiến bạn thực sự mệt mỏi, muốn từ bỏ. Cần phải nghiêm túc hơn trong mối quan hệ của bản thân, đừng đứng núi này, trông núi nọ, chán người bên cạnh, làm hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống không được như ý. Tình cảm của bạn, chính bạn phải chủ động. Tiền bạc không nhiều nên phải hết sức hạn chế chi tiêu những thứ không cần thiết. Cứ tiếp tục thích gì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ thì đừng hỏi tại sao tiền mãi không còn ở trong túi. Vậy nên người tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam sát khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, Nhâm Thân sinh năm 1992, sự nghiệp của tuổi Nhâm Thân trong tháng 1 âm lịch không được thuận lợi. Những ý kiến, đề bạt của bạn khó được cấp trên chấp nhận. Bạn cần cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói và các mối quan hệ. Vận trình tình duyên không được như ý, kén cá chọn canh làm cho bạn mệt mỏi, chán chường. Bạn cần phải xác định rõ tình yêu của mình dành cho ai và tiến tới mối quan hệ xa hơn. Với những người đã có gia đình, mâu thuẫn sẽ lên đến đỉnh điểm nếu bạn không biết tiết chế lời nói và cảm xúc của mình. Nhẹ nhàng góp ý với người đó để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Tiền bạc cần tiết chế chi tiêu dù kiếm ra tiền, cố gắng tích cóp một khoản lớn để còn đầu tư làm ăn về sau. Cuối tháng 1 âm lịch nên đầu tư vốn vào đâu đó cùng người đáng tin tưởng để thu lời. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Nhâm Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang minh quang pháp bảo bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 1 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Thân. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi thì quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!